Chào mừng các em đã quay trở lại với lớp học của cô Thanh, tiếng Anh cơ bản. Bài học ngày hôm nay, Unit 7, Traffic. Tiết học, Communication. Communication, Everyday English. Asking and answering about means of transport. Hỏi và trả lời về các phương tiện giao thông. Activity 1. Listen and read the conversation, paying attention to the highlighted parts. Hoạt động 1. Lắng nghe và đọc bài nói chuyện. Chú ý đến các phần được bôi đậm. Nick, how does your mom get to work? Mẹ bạn đi làm bằng phương tiện gì? Mình, she goes by motorbike. What about your mom? Mẹ tôi đi làm bằng xe máy. Còn mẹ bạn thì sao? Nick, she usually goes by bus. Sometimes she cycles. Mẹ tôi thường đi bằng xe buýt. Thỉnh thoảng, mẹ cũng đi bằng xe đạp. Sau đây cô mời các em cùng chú ý lắng nghe bài hội thoại nhé. Track 50, Unit 7, Traffic. Page 76, Communication. Everyday English. Asking and answering about a means of transport. Activity 1. Listen and read the conversation, paying attention to the highlighted parts. How does your mum get to work? She goes by motorbike. What about your mum? She usually goes by bus. Sometimes she cycles. Activity 2. Working fast. Tattens to ask and answer about the means of transport. Your family members use every day. Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về các phương tiện giao thông mà các thành viên trong gia đình của các em sử dụng mỗi ngày, sử dụng hàng ngày. Sau đây là phần gợi ý của cô. How does your sister go to school? She goes to school by bicycle. What about your sister? She often goes on foot. Sometimes she goes to school by bicycle. Chị gái bạn đi học bằng gì? Chị ấy đi học bằng xe đạp. Còn chị bạn thì sao? Chị ấy thường đi bộ đến trường. Thỉnh thoảng chị ấy cũng đi xe đạp. Activity 3. When you go on the road, which side do you keep? To the right or to the left? Khi các em tham gia giao thông trên đường, các em đi bên nào? Bên phải hay bên trái? Which countries below keep to the left? Tick V, the correct answers. Những quốc gia dưới đây đi bên trái, các em hãy tích dấu V vào các câu trả lời đúng. Để trả lời được câu hỏi này, cô mời các em lắng nghe đoạn văn có trong hoạt động 4. Sau đây cô mời các em cùng chú ý lắng nghe nhé. Track 51, Unit 7, Traffic. Page 77, Communication. Everyday English. Strange traffic rules. Activity 4. Listen and check your answers in 3. Then listen again and complete the sentence with no more than 3 words. The right side is the wrong side.
Do you know that there are many countries in the world where the traffic rule is to keep to the left? Some of these are the United Kingdom, Australia, Thailand, and so on. There are different explanations for this. One explanation is that some countries use the same system as the UK. Đi bên phải là sai luật. Các em có biết có nhiều quốc gia trên thế giới có quy tắc giao thông yêu cầu đi tay trái không? Một vài trong số đó có nước Anh, Úc, Thái Lan, vân vân. Có nhiều cách giải thích cho việc này. Một cách để giải thích đó là một số quốc gia sử dụng hệ thống giống như nước Anh. Sau khi đã nghe xong bài nghe, chúng ta cùng chữa bài ở hoạt động 3. Các quốc gia đi bên tay trái là The United Kingdom, nước Anh, Australia, Úc, Thailand, Thái Lan. Activity 4. Listen and check your answers in Activity 3. Then listen again and complete the sentence with no more than 3 words. Lắng nghe và kiểm tra lại với câu trả lời của các em ở hoạt động 3. Sau đó lắng nghe một lần nữa và hoàn thành câu không quá 3 từ. 1. Explanation is that some countries use khoảng trắng as the UK. Ta sẽ điền vào the same system. Một cách để giải thích đó là một số quốc gia sử dụng hệ thống giống như nước Anh. Activity 5. Read the strange driving rules below. Hoạt động 5. Hãy đọc các nguyên tắc lái xe kỳ lạ bên dưới. 1. In Alaska, you are not allowed to drive with a dog on the roof of your car. Ở Alaska, các em không được phép lái xe khi có một chú chó trên nóc xe của các em. 2. In Moscow, police will fine you if you ride a dirty car. Ở Moscow, cảnh sát sẽ phạt các em nếu các em lái một chiếc xe bẩn. 3. A man has to wear a shirt or t-shirt while driving ở Thailand. Một người đàn ông phải mặc áo sơ mi hoặc áo phông khi lái xe ở Thái Lan. 4. In South Africa, you have to let animals go first. Ở Nam Phi, khi đang đi trên đường, bạn phải nhường cho động vật đi trước. 5. In Switzerland, you can wash your car on Sunday. Ở Thụy Sĩ, bạn không được rửa xe vào Chủ nhật. 6. In Wisconsin, USA, you must always ride your bike with your hands on the handlebars. Ở Wisconsin, Mỹ, các em phải luôn cầm ri đông khi đạp xe. Working groups, which one do you think is the strangest? Làm việc theo nhóm, các em nghĩ nguyên tắc nào là kỳ lạ nhất? Do you know any other strange traffic rules? Các em có biết luật giao thông kỳ lạ nào khác nữa không? Sau đây là phần gợi ý của cô. In my opinion, the strangest traffic rule is a man in Thailand has to wear a shirt or t-shirt while driving. Theo ý kiến của tôi, luật giao thông kỳ lạ nhất là người đàn ông ở Thái Lan phải mặc áo sơ mi hoặc áo phông khi lái xe. I know another traffic rule which bans you ride black car on Sunday in
Colorado, USA. Tôi biết luật giao thông kỳ lạ khác, đó là việc cấm chúng ta lái xe hơi màu đen vào ngày Chủ nhật ở bang Colorado, Mỹ. Bài học đến đây là hết. Chúc các em có một buổi học tập và chuẩn bị bài thật tốt. Nếu thấy video hay, hãy ủng hộ cô bằng cách like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài học sau.